Em nha, đây là một cái mẫu lồng trồng màu Thái co 17 nan nhé. Lồng trồng màu Thái co 17 nan giá chỉ có 550 nghìn thôi. Kiện như hình gồm mẫu inox này, đập và cầu. Đó, giá thì chưa bao gồm phí vận chuyển nhé. Anh em đặt hàng thì liên hệ số điện thoại là 0984 217 365. Form này là form 17 nan. Đã quay xa cho em tổng thể nha. Đấy, lồng trồng màu Thái nhé, 17 nan chỉ có 550.000 một chiếc thôi. Ở Hà Nội anh em qua xem trực tiếp là 418 Quang Trung nhé, Hà Đông. Địa chỉ là 418 Quang Trung, Hà Đông.